Chỉ còn ít ngày nữa thôi, vòng xoay tại giao lộ Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định sẽ chính thức được tháo dỡ và tổ chức lại giao thông khu vực này. Phương án này được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trước sự xung đột giao thông giữa các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này. Theo đó sẽ tháo dỡ vòng xoay, cải tạo đèn từ 2 pha thành 3 pha, tức là bổ sung thêm pha đèn cho các phương tiện rẽ trái từ đường Phạm Văn Đồng vào Lê Quang Định. Việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực giao lộ dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1 hoặc đầu quý 2 năm nay. Ghi nhận tại giao lộ Phạm Văn Đồng Lê Quang Định, nơi đây có tín hiệu đèn giao thông cho các phương tiện rẽ trái từ đường Phạm Văn Đồng vào Lê Quang Định. Tuy nhiên, tín hiệu đèn đi thẳng và đèn rẽ trái cùng xanh một lúc, nên khi các phương tiện rẽ trái sẽ xung đột với các phương tiện đi thẳng. Bên cạnh đó, do các phương tiện đi thẳng quá đông và đi với tốc độ cao, nên khi rẽ trái các phương tiện phải dừng tại vòng xoay để chờ tín hiệu đèn đi thẳng chuyển sang màu đỏ mới có thể di chuyển vào đường Lê Quang Định.